đu nó chạy kìa. Cái này giống như chạy xe không thì có gì đâu. Đây đã ra nè, John Deere 5610. Ủa ta mình nhớ 5615 mà ta. 5615 thì nó 90 ngựa, còn 5610 này thì không biết bao nhiêu ngựa ở đây. Đồng này là đồng đuôi tôm Thông Bình nha các bạn, Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp. Phải con của cái ông chủ Messi Ferguson 382 ông ta. Nếu đúng vậy thì con này ông kêu bán nè. Kìa, có nó ủi kìa. Ủa này ủi sữa ruộng nha các bạn, ủi nước luôn. Đất ở đây dạng đất sét rồi, chứ không phải đất cát nữa. Công nhận bữa nay mới gặp được con này trời. Đù dàn sớm màu xanh luôn. Xanh này không biết xanh theo xe, xanh theo máy hay là xanh của John Deere luôn không biết nữa. 5610 này thì thông số mình bó tay rồi, mình chưa có tham khảo. Có tham khảo con 5615 à. 5615 nó tới 90 ngựa lận. Con này thì không biết nhiều. Hai đời, đời 15 với đời 10. Trời ơi, tưởng không gặp, ai ngờ cũng gặp được rồi, mừng hết sức mừng. Trời, nó bự ghê. Cứ gì không biết, cái con nai vàng là cái vùng Tân Hồng mà nó nhiều dữ lắm. Đù nó chạy kìa. Ủi này nhẹ ghe đâu có gì đâu nặng đâu. 5610. Con này khác các bạn ơi, con này cũng đang kêu bán luôn. Mình cho số điện thoại dưới tên của chủ máy ở dưới nha, dưới mô tả. Giá thì nữa các bạn cứ mạnh dạn alo đi. Nói chung mình kêu giùm thôi, cho nên cũng nó không có quan trọng gì mấy. Nữa là mình chỉ bổ sung thêm cái số điện thoại với cái tên của chủ máy ở dưới mô tả đó. Mình cũng kêu bán giùm thôi à. Quá đã luôn chào. Nó bành kilo luôn. Mình đã mà. Ủa cái này giống như chạy xe không thì có gì đâu. Dần sớ này có cái số gì ở đây đây. Số gì không biết nữa. Nó cũng không có cái gì đáng nói. Mình thì mình kêu máy được thì chủ máy người ta bán được thì mình được quay thêm máy mới chứ đâu có gì đâu. Cho nên mình ít có chịu mà để giá lên trên công khai trên cái kênh mình lắm. Với một phần nói ngay luôn là cái kênh mình không phải kênh mua bán, cho nên mình cũng hơi hạn chế cái vụ đề cập tới giá.
mình kêu máy bán được rồi là mình mừng lắm, mừng cho người ta nó bán được máy, mình cũng mừng cho cái người đang tìm máy người ta mua được máy nữa, mà mua thông qua cái kênh của mình. Người ta bán được máy thì mình có cơ hội mình quay thêm máy mới chứ không gì. Rồi mấy lần trước cũng mày kêu bán giùm đi rồi nữa bán được tao cho cò mày, nó thôi khỏi đi chú ơi. Ông bán được máy là con mừng, ông mua máy mới còn có máy mới còn quay nữa rồi. Đâu là kêu mấy ngày trước mấy ngày sau là ông bán mất tiêu. Con này thông số nó mình bổ sung ở dưới mô tả nha các bạn. Con này mù thông số rồi do mình không có tham khảo trước. Con của ông chú có con em bé 382 cũng cánh này nè, nhưng mà không biết nó đang nằm ở đâu. Hôm đó ông chờ mấy khủng khủng. Chăn rồi. Bự là bự được cái hai cầu bởi nó bự lên. Năm sáu mười thì là chắc một đời với 5310, con này chắc khoảng 5-6 mà lực đón vậy thôi, do mình đón đâu có số đời số mười, thì gọi là ten series dòng series 10, nhích hơn con 5310 xíu, nhưng mà 5-6-10 thì nó nhảy lên 5-6-15 mà nó nhảy lên mấy chục mã lực, còn 5-6-15 tới 90 mã lực. Nói chung con này để giờ mình tìm thông số sao nha các bạn. Đóng mò đóng mẩm hoài, hồi nói tào lao cái đâu bị chửi nữa. Buồn lắm. Buồn thê thảm. Đất ở đây đất sét không à. Bởi nó cứng ngắc. Sớ cũng nặng sớ. Ôi rồi nó be kìa. Cái hơ nghe đã rồi chứ cái gì chứ, cái John Deere này nó hư cái gì, nó hư cả cha nó, mà cái máy là nó im gu luôn, ít có khi nào mà nghe hư lắm. Hôm trước mình chỉ nghe hư được có con một là 5075 tuốt quanh Hồng Ngự bánh hư phải đổi máy luôn.